Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc các kích cỡ giày như thế này. Để móc mỗi chiếc giày nó to hoặc nhỏ có size khác nhau thì trước tiên các bạn phải móc những chiếc đế giày nó khác nhau. Ở đây mình có móc 2 size. Với cái size giày này nó có chiều dài của đế là 11 cm, còn về đôi này là 12 cm. Các bạn muốn móc cho các bé nó vừa chân, các bạn cứ đo từ đầu ngón chân cái cho đến gót chân nó được bao nhiêu cm thì các bạn sẽ móc dài bằng đấy. Và để chuẩn bị móc, các bạn cũng chuẩn bị cho mình đó là len, kim móc, kéo, kim khâu len. Như mọi khi mình sẽ dùng len màu trắng các bạn dễ nhìn. Ở đây mình sẽ móc với hướng dẫn này, mình sẽ móc với cái đế này là 12 cm. Để móc chiếc đế có 12 cm này, các bạn sẽ gầy lên cho mình 21 mũi móc xích. Bạn gầy mũi lên như thế này, sau đó móc cho mình 21 móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ở phần móc đế giày này, vì mình muốn cho chiếc đế nó được cứng cáp một chút cho nên mình sẽ dùng cái kim hơi nhỏ. Ở đây mình dùng kim 2.5mm. Để móc hàng đầu tiên, các bạn hãy bỏ qua 3 mũi móc xích đầu tiên, 1, 2, 3, và các bạn móc vào mũi móc xích thứ tư 2 mũi kép. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, sau đó các bạn móc liên tiếp cho mình 16 mũi kép. Mũi kép thứ nhất, kép thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, kép thứ 5, mũi kép thứ 6, mũi kép thứ 7, mũi kép thứ 8, mũi kép thứ 9, kép thứ 10, kép thứ 11, kép thứ 12, kép thứ 13, kép thứ 14, kép thứ 15,
Bụi kép thứ 16. Cuối cùng là mũi kép thứ 17. Cuối cùng là mũi thứ chân thứ 17. Trên bóc xếp thứ 17 này. Ở chân thứ 17 này cũng là chân cuối cùng, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 7 mũi kép cùng chân. Một kép, hai kép, ba kép, bốn kép, năm kép, sáu kép, bảy kép. Sau đó các bạn lại móc liên tiếp cho mình 16 mũi kép và 16 chân. Kép thứ nhất, kép thứ hai. Bạn đưa sợi dây này theo để nó giấu cái sợi chỉ thừa này đi. Kép thứ ba, kép thứ tư, kép thứ năm, kép thứ sáu, kép thứ bảy, kép thứ tám, kép thứ chín, kép thứ 10, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu. Và đến mũi thứ 17 cũng là mũi cuối cùng, các bạn móc vào chân mũi này cho mình 4 mũi kép. 1, 2, 3, 4. Ở bên này mình móc 4 mũi bởi vì ở bên này mình đã móc 3 mũi rồi, một dây móc xích và 2 mũi kép cùng chân đầu tiên. Và ở đây 4 mũi kép nữa, chúng ta sẽ có là 7 mũi kép cùng chân. Sau đó các bạn nối vào cái dây móc xích này bằng một mũi trượt. Chúng ta đã kết thúc hàng đầu tiên. Mình móc cái len màu trắng này nó to hơn cái sợi len này, vì vậy là lát nữa hoàn thành đế giày có khả năng nó sẽ lớn hơn khoảng 1 cm, vì cái sợi len nó to hơn. Vì vậy các bạn cũng lưu ý khi các bạn này mình còn do cái sợi len to hay bé nữa. Để móc hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình một móc xích. Các bạn móc vào chân của móc xích này một mũi đơn. Ở hàng bên dưới này các bạn có 7
mũi kép cùng chân. Thì 7 mũi kép cùng chân đó các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Ở đây chúng ta có một móc xích, các bạn móc thêm một mũi đơn nữa, cho nên là các bạn sẽ có là thành 2 mũi đơn. Tiếp theo các bạn cũng sẽ móc là 2 mũi đơn. Chân thứ 3 này các bạn cũng móc là 2 mũi đơn. Chân móc xích chúng ta được tính là 1 chân. Sau đó 2 chân tiếp theo các bạn sẽ móc là mỗi chân 2 mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 8 mũi đơn. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn, 6 mũi đơn, 7 mũi đơn và 8 mũi đơn. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn chia cái phần trước và sau đế giày. Các bạn gầy lên 21 móc xích. Các bạn bỏ đi 3 móc xích thì sẽ còn là 18 móc xích. 18 móc xích thì các bạn có 2 mũi, một mũi ở đầu, ở 2 mũi ở hai đầu. Thì các bạn là móc trụ 7 mũi trụ chân rồi. Vì vậy các bạn sẽ còn là 16 mũi. 16 mũi các bạn sẽ chia đôi, các bạn sẽ móc một nửa là phần gót chân và một nửa là phần bàn chân trên này. Và một nửa của các bạn sẽ là 6 mũi. Xin lỗi các bạn là 8 mũi. Mình đã móc là 8 mũi đơn. Sau đó các bạn còn lại 8 mũi, các bạn sẽ móc trước tiên là 1 mũi nửa kép. Sau đó các bạn móc liên tiếp 7 mũi kép. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, mũi kép thứ năm, mũi kép thứ sáu, mũi kép thứ bảy. Chúng ta đã móc hết 7 mũi kép và ở đây chúng ta còn lại là 7 kép cùng chân ở hàng dưới này. Và mỗi một chân này chúng ta sẽ móc là 2 mũi kép. 3 chân đầu tiên chúng ta sẽ móc là 2 mũi kép. Chân thứ nhất 2 kép cùng chân. Chân thứ hai 2 kép cùng chân. Chân thứ ba 2 kép cùng chân. Và chân thứ tư các bạn sẽ móc là 3 kép cùng chân. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Chân thứ tư sẽ là 3 kép cùng chân. Và chân thứ năm sẽ là 2 kép cùng chân. 1, 2. Chân thứ sáu 2 kép cùng chân. 1, 2. Chân thứ bảy 2 kép cùng chân. 1, 2. Sau khi chúng ta móc hết 7 mũi ở hàng dưới, 7 mũi trụ chân này, các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 7 mũi kép.
một kép, hai kép, ba kép, bốn kép, năm kép, sáu kép, bảy kép. Sau đó các bạn móc một mũi nửa kép. Tiếp theo các bạn sẽ móc là 8 mũi đơn. Một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn, bốn mũi đơn, năm mũi đơn, sáu mũi đơn, bảy mũi đơn, tám mũi đơn. Sau khi chúng ta móc hết 8 mũi đơn, còn lại là 4 mũi trụm chân ở hàng dưới. Chúng ta sẽ móc mỗi chân mũi là 2 mũi đơn. Chân thứ nhất 2 mũi đơn. Chân thứ hai là 2 mũi đơn. Chân thứ ba là 2 mũi đơn. Và xin lỗi các bạn, chân thứ tư chúng ta sẽ móc là 3 mũi đơn. 1 2 3. Vì ở bên này, bên nửa bên này khi nãy chúng ta đã thêm rồi. Cho nên bên này chúng ta chỉ còn 4 chân nữa thôi. Và để kết thúc hàng thứ hai, các bạn sẽ móc vào cái bên dây móc xích này một mũi trượt. Để móc hàng thứ ba, các bạn hãy móc lên cho mình 2 móc xích, 1, 2. Và các bạn hãy móc vào chân của móc xích này một nửa kép, mũi thứ hai các bạn sẽ móc là một nửa kép. Các bạn móc vào chân móc xích này một nửa kép có nghĩa là các bạn sẽ đã thêm được một mũi, và mũi thứ hai các bạn sẽ không thêm, các bạn sẽ móc là một nửa kép. Mũi thứ ba các bạn sẽ lại thêm, các bạn sẽ móc là hai nửa kép cùng chân. Mũi thứ tư các bạn sẽ lại không thêm. Và mũi thứ năm các bạn sẽ móc hai nửa kép cùng chân. 1 2. Chúng ta sẽ chỉ thêm ở cái hàng mà chúng ta hàng dưới chúng ta thêm. Từ đây. Khi chúng ta thêm bắt đầu từ chỗ có 7 mũi trụm chân ở hàng đầu tiên và lên hàng thứ hai, các bạn đã thêm lên được thành 15 mũi. Và bây giờ chúng ở hàng thứ ba chúng ta lại thêm cách một mũi, chúng ta thêm một mũi. Sau khi các bạn thêm mũi đầu tiên các bạn thêm, và mũi thứ hai không thêm, mũi thứ ba các bạn thêm, thứ tư không thêm, thứ năm các bạn thêm. Và tiếp theo các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 16 mũi nửa kép. 1 2 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Chúng ta đã móc được 16 mũi nửa kép. Tiếp theo là chúng ta móc đến những mũi mà chúng ta thêm ở hàng dưới ở đây. Những mũi ở hàng dưới này chúng ta móc 2 mũi cùng chân. Bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi chúng ta thêm và một mũi chúng ta không thêm. Mũi đầu tiên ở dưới này có 15 mũi. Thì mũi đầu tiên các bạn móc 2 mũi cùng chân, 2 mũi nửa kép cùng chân. Mũi thứ hai các bạn không thêm, các bạn móc một nửa kép. Mũi thứ ba các bạn sẽ móc 2 nửa kép cùng chân. 1 2. Mũi thứ tư sẽ không thêm. Các bạn sẽ móc một chân một mũi. Mũi thứ năm các bạn thêm 2 nửa kép một chân. Mũi thứ 6 chúng ta sẽ không thêm. Chúng ta sẽ móc một nửa kép. Mũi thứ 7 các bạn sẽ móc 2 nửa kép cùng chân. Mũi thứ 8 các bạn sẽ lại không thêm. Mũi thứ 9 các bạn móc 2 nửa kép cùng chân. Mũi thứ 10 các bạn không thêm, các bạn móc một nửa kép. Mũi thứ 11 các bạn sẽ móc 2 nửa kép cùng chân. 1 2. Mũi thứ 12 các bạn sẽ móc không thêm mà các bạn móc một chân một nửa kép. Mũi thứ 13 các bạn móc 2 nửa kép một chân. Mũi thứ 14 các bạn không thêm. Mũi thứ 15 các bạn sẽ móc 2 nửa kép cùng một chân. 1 2. Như vậy là chúng ta đã thêm xong ở cái đầu mũi giày này. Các bạn nhìn thẳng từ đây là những mũi chúng ta thêm đây. Ở dưới này là hàng đầu tiên, các bạn có 7 mũi kép một chân. Và lên hàng thứ hai các bạn thêm ra 2 mũi kép một chân, và mũi thứ tư này các bạn 3 mũi kép một chân, các bạn sẽ có là 15 mũi. Và đến hàng thứ ba này các bạn cứ cách một mũi, các bạn sẽ tính từ mũi các bạn thêm vào đây. Cách một mũi các bạn thêm một mũi, sau đó các bạn sẽ móc tiếp cho mình 16 mũi nửa kép. Một hai nửa kép, ba nửa kép, bốn nửa kép, năm nửa kép, sáu nửa kép, bảy nửa kép, tám nửa kép, 9 nửa kép, 10 nửa kép, 11 nửa kép, 12 nửa kép, 13 nửa kép, 14 nửa kép, 15 nửa kép, 16 nửa kép. Đến đây chúng ta lại đến hàng chúng ta thêm. Các bạn cũng móc một chân thêm và một chân không. Chân đầu tiên các bạn sẽ móc 2 nửa kép. 1 2. Chân thứ hai các bạn sẽ móc là 1 nửa kép.
Chân thứ ba các bạn sẽ móc là hai nửa kép. Chân thứ tư các bạn sẽ móc là một nửa kép. Chân thứ năm các bạn sẽ móc hai nửa kép. 1 2. Chân thứ sáu là một nửa kép. Chân thứ bảy các bạn sẽ móc là hai nửa kép. 1 2. Chân thứ tám sẽ là một nửa kép. Ở đây chúng ta đã thêm được 1 2 3 4, bên này thêm được 3 1 2 3, và để kết thúc hàng thứ ba này các bạn móc vào cái dây móc xích này một mũi trượt. Các bạn trượt sang bên này một mũi nữa. Sau đó các bạn cắt len, các bạn cắt thừa dài một chút để khi chúng ta giấu len nó dễ. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc đế dày như thế này. Nếu các bạn móc nhỏ hơn, ở đây mình móc là 19 mũi móc xích. Thì mình trừ đi 3 mũi, còn 16 mũi. Ở đây mình còn 16 mũi. 16 mũi thì trừ đi 2 mũi đầu. 2 mũi đầu mà chúng ta thêm thì còn 14 mũi. 14 mũi chúng ta cũng sẽ chia ra là 7 mũi. 7 mũi mình móc mũi đơn ở cái hàng thứ hai này. 7 mũi mũi đơn, và ở trên này là 7 mũi. Chúng ta móc một nửa kép và 6 kép. Có nghĩa là tỉ lệ các bạn chia sẽ giống nhau. Ở đây cái sợi len này nó hơi to, vì vậy mình móc nó cũng to hơn cái đế này một chút. Ở đây cùng một cách thức móc và cũng cùng số mũi mình gầy lên, nhưng mà trước này nó to hơn một chút. Mình sợi nó to hơn nên nó cũng to hơn một chút. Và các bạn lưu ý, nếu các bạn móc đế dày sợi len to thì nên thành dày các bạn cũng dùng sợi len to như vậy. Các bạn đừng dùng hai sợi len to bé khác nhau, khi móc nó sẽ co lại, nó không đẹp. Ở video này mình chỉ hướng dẫn các bạn móc đế dày, kích cỡ đế dày. Đến video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những đôi giày như thế này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trang trí giày và các móc các form giày như thế này. Chào tạm biệt. Cuối cùng mình xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn ở video sau.